Kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang trong những ngày thu rất đẹp của tháng 10, tháng áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động. Từ xưa đến nay thì trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế, tà áo dài được xem là một biểu tượng của văn hóa Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, áo dài lại chưa có một danh hiệu di sản chính thức nào cho đến tháng 8 vừa qua. Tri thức may mặc áo dài Huế đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây thực sự là tin vui, không chỉ cho Huế mà cho những ai yêu áo dài trên khắp mọi miền đất nước. Bởi đây là bước đi quan trọng trên hành trình áo dài trở thành di sản thế giới. Truyền thống và bản sắc của mỗi quốc gia luôn được đề cao trong một kỷ nguyên của thế giới phẳng. Việc áo dài được quốc tế công nhận là di sản văn hóa Việt Nam một cách chính danh đang được đặt ra một cách cấp bách. Nhất là khi trong một số trường hợp thì chúng ta đã phát hiện việc áo dài bị sử dụng sai truyền thống hoặc bị gán cho những xuất xứ khác tại một số bảo tàng hoặc là sàn diễn thời trang trên thế giới. Tuy nhiên, để đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vẫn là chặng đường dài ở phía trước. Áo dài thành di sản được thế giới công nhận là điều mong mỏi của tất cả chúng ta. Nhưng đích đến cuối cùng chính là để mỗi người tự hào hơn, trân trọng hơn vẻ đẹp của tâm hồn, cốt cách Việt Nam trong tà áo dài. Thời gian qua thì rất nhiều hoạt động tôn vinh áo dài đã được tổ chức trong và ngoài nước, truyền cảm hứng cho cộng đồng như nhạc sĩ Từ Huy từng viết trong những lời ca. Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi. Áo dài là một trong số ít từ thuần Việt được người nước ngoài sử dụng dưới dạng từ nguyên, không qua dịch thuật trong các văn bản quốc tế. Áo dài là một hàng số để góp phần định vị vẻ đẹp riêng có của người Việt giữa thế giới rộng lớn. Cần chiến lược lâu dài để xây dựng hình ảnh áo dài Việt Nam trong làng thời trang thế giới, kiến tạo một nền công nghiệp áo dài riêng mang thương hiệu Việt Nam. Muốn vậy, việc thiết kế, may mặc và quảng bá hình ảnh áo dài phải trở thành chính sách, chủ trương và hành động ở cấp quốc gia, chứ không chỉ là nỗ lực đơn lẻ của một vài địa phương hay tổ chức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Góc nhìn văn hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.